Xin chào anh em, hôm nay mình xin chào anh em, hôm nay mình giới thiệu với anh em cái iPhone 7 32GB và iPhone 7 128GB. iPhone 7 32GB thì mình đang có trên tay là màu vàng hồng Pro Gold, và iPhone 7 128GB thì đang có màu black, màu đen. Đây, như cái phiên bản này giới thiệu với anh em, đây là phiên bản này LLCA này, máy Mỹ nhé, hàng Line New 99% này, số máy này, máy này. Máy đẹp không tì vết luôn nhé. Vàng hồng. Thế còn đây, phiên bản 128GB. Dung lượng 128GB này. Cũng phiên bản LLCA này. Màu đen. Cũng đẹp không tì vết luôn ạ. Bảo hành lỗi đổi 1 năm. Phiên bản quốc tế nhé. Máy bên tay phải là màu vàng hồng này. Phiên bản Mỹ này, dung lượng 32GB này. Máy bên tay trái màu đen này, dung lượng 128GB này, phiên bản Mỹ này. Ok. Rồi, anh em quan tâm thì liên hệ shop nhé. Máy rất là đẹp. Pin hai em này nhá, hoàn hảo luôn. Em qua xem mình sẽ đo cho anh em xem. Ok, máy nguyên bản nguyên zin, bảo hành lỗi đổi 1 năm. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.